Mai Quốc Việt xin kính chào quý khán thính giả đến với Điểm tin thế giới. Thượng nghị sĩ Mỹ nói về Ủy ban 74 cho Tổng thống Trump và sự hối hận của cử tri dân chủ. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Marsha Blackburn thuộc Đảng Cộng hòa đã giới thiệu một thuật ngữ mà bà gọi là Ủy ban 74, ám chỉ 74 triệu người đã bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Donald Trump. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Breitbart News. Trong cuộc phỏng vấn với Breitbart News tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ, viết tắt CPAC, CPAC, do Liên minh Bảo thủ Mỹ ACU tổ chức tại Blackburn, nói rằng những người đã bỏ phiếu cho Chủ tịch Đảng Dân Chủ Joe Biden đang bày tỏ sự hối hận của người mua. Buyer remorse thuộc ngữ để sự hối hận sau quyết định phát sinh khi một người phải đưa ra một quyết định khó khăn, chẳng hạn như giữa hai lựa chọn thay thế hấp dẫn tương tự. Bà Blackburn cho biết, một điều chúng ta phải nhận ra là có rất nhiều sự hối hận của người mua ngay bây giờ. Do đó, bà lập luận Ủy ban 74 này đại diện cho hàng triệu người đã bỏ phiếu cho ông Trump, phải bước ra và gia nhập vào hàng ngũ những người ủng hộ ông Trump và những người tin tưởng vào chương trình nghị sự của nước Mỹ trên hết trong những ngày, tuần và tháng tới. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Marsha Blackburn: tôi thấy chính chúng ta, những người đã ủng hộ Tổng thống Trump, chúng ta giống như ủy ban của 74 triệu người, bà Blackburn nói. Chúng ta có 74 triệu người ủng hộ Tổng thống. Chúng ta cần phải thêm vào những con số đó. Và khi mọi người nhận ra rằng chương trình nghị sự của Biden sẽ không tốt cho quốc sách của họ, nó sẽ không tốt cho quyền cá nhân của họ, nó sẽ không tốt cho nền kinh tế hoặc cho thị trường hoặc để bảo vệ chủ quyền của chúng ta, tôi nghĩ rằng họ sẽ tìm kiếm ai đó tin tưởng vào mỗi cá nhân như Tổng thống Trump đã làm. Và đó là lý do tại sao mọi người yêu mến ông ấy như vậy. Bởi vì ông ấy nói, tôi tin vào các bạn và khả năng tạo ra sự khác biệt và thành công của các bạn. Blackburn cũng cho biết, bà hy vọng những người bảo thủ và Đảng Cộng Hòa có thể tập trung vào các vấn đề và bà kêu gọi mọi người có quyền trở thành một chiến binh hạnh phúc trong cuộc chiến vì tự do này. Chiến binh hạnh phúc là thuật ngữ thường được sử dụng để mô tả người sáng lập Breitbart News quá cố. Andrew Breitbart đã qua đời vào năm 2012. Mọi người cần nói về những thứ gắn kết chúng ta. Breitbart nói, nếu bạn là người bảo thủ, bạn muốn thuế thấp hơn, quy định nhẹ nhàng hơn, tự do cá nhân hơn, quân đội mạnh mẽ hơn. Đó là những điều chúng ta cần tập trung. Chúng ta cần nói về tầm quan trọng của tính liêm chính trong bầu cử. Mọi người cần trở lại tiểu bang của họ và nói, tôi sẽ làm việc với ủy ban bầu cử địa phương của tôi. Chúng tôi sẽ chắc chắn rằng các cuộc bầu cử được dọn sạch và các chữ ký khớp nhau. Mọi người cần phải chịu trách nhiệm về luật bầu cử ở tiểu bang của họ. Mọi người cần tích cực trên mạng xã hội và nói, chúng ta bảo vệ quyền tự do ngôn luận của mình bằng cách nào? Làm thế nào để chúng ta đảm bảo rằng chúng ta đẩy lùi các vấn đề về năng lượng và giáo dục? Tôi nghĩ đây là thời điểm dành cho những người bảo thủ, những người biết rằng chúng ta đang đi đúng trên các giá trị hiến pháp. Đã đến lúc để nói, tôi sẽ chuẩn bị cho bản thân mình cũng cùng sự thật. Tôi sẽ trở thành một chiến binh hạnh phúc trong cuộc chiến giành lại tự do này. Và tôi sẽ không bỏ cuộc và tôi sẽ đứng ra bảo vệ hiến pháp mỗi ngày. Thống đốc Texas chấm dứt lệnh đeo khẩu trang, mở cửa hoàn toàn tiểu bang. Thống đốc Cộng hòa của tiểu bang Texas Greg Abbott hôm thứ Ba 2 tây tháng 3 cho biết ông dự định mở cửa 100% tiểu bang vào tuần tới, khoảng một năm sau khi đại dịch virus corona bùng phát khắp nước Mỹ. Fox News đưa tin,
Ông Obrok đã ban hành một lệnh hành pháp nhằm hủy bỏ nhiều sắc lệnh trước đó của tiểu bang, cho phép tất cả các doanh nghiệp tại Texas mở cửa lại hoàn toàn và thu hồi lệnh buộc đeo khẩu trang trên toàn tiểu bang kể từ thứ Tư tuần tới vào ngày 10 tháng 3. Đã đến lúc Texas phải mở cửa 100%, thống đốc nói. Tất cả những ai muốn có việc làm đều có thể kiếm được việc làm. Mọi doanh nghiệp muốn mở cửa thì nên mở cửa. Thống đốc cho biết tất cả các doanh nghiệp bất cứ lúc nào cũng có thể mở cửa hoạt động với công suất 100%. Ông chỉ ra một số thống kê khả quan, bao gồm số ca COVID-19 và số ca nhập viện giảm, số lượng vaccine được phân bổ đến tiểu bang và tỷ lệ số ca bình phục là lý do cho việc chấm dứt lệnh đeo khẩu trang tại nơi công cộng, vốn áp dụng từ tháng 7 năm ngoái, và mở cửa các doanh nghiệp trở lại. Ông nói, bây giờ chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để khôi phục sinh kế và cuộc sống bình thường cho người dân Texas bằng cách mở cửa Texas 100%. Đừng nhầm lẫn, COVID không đột nhiên biến mất. COVID vẫn tồn tại ở Texas, Hoa Kỳ và trên toàn cầu. Nhưng rõ ràng là từ việc phục hồi, tiêm chủng, từ việc giảm số ca nhập viện và từ các biện pháp an toàn mà người Texas đang áp dụng, lệnh buộc đeo khẩu trang không còn cần thiết nữa. Ông cũng lưu ý rằng vaccine là một yếu tố góp phần lớn vào khả năng mở cửa an toàn trở lại của tiểu bang. Thống đốc cho biết các chuyên gia y tế dự kiến sẽ phân phối 7 triệu mũi tiêm trong tiểu bang vào thứ Tư tới. Ông dự kiến những người muốn tiêm vaccine sẽ được tiêm chủng trong vòng vài tháng tới. Thống đốc cũng cho biết nếu có địa phương xuất hiện việc tăng số ca COVID, các quan chức địa phương có thể hành động để gia tăng các hạn chế. Tuy nhiên, người dân không tuân theo các hạn chế của địa phương sẽ không bị phạt tài chính hoặc ngồi tù, theo Bradford. Ngoài ra, ông Abbott cũng cảnh báo người dân Texas nên tiếp tục tuân theo hướng dẫn sức khỏe phù hợp. Thống đốc California Gavin Newsom, đảng Dân Chủ, đã nhanh chóng phản hồi lại quyết định của thống đốc Texas và gọi đó là hành động hoàn toàn liều lĩnh. Ông Newsom thiên về các biện pháp nghiêm ngặt hơn trong việc đối phó với đại dịch ở California. Chỉ thị mới nhất của ông Abbott sẽ có hiệu lực vào thứ Tư ngày 10 tháng 3. Cựu Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố đại dịch COVID-19 là tình trạng khẩn cấp quốc gia vào ngày 13 tháng 3 năm 2020. Tuần duyên Nhật được phép nổ súng vào tàu Trung Quốc. Khẩu chiến Trung-Nhật bùng lên chỉ ít hôm sau khi Tokyo cho biết là kể từ nay, lực lượng tuần duyên Nhật Bản có quyền nổ súng vào các tàu nước ngoài nếu phát hiện âm mưu đổ bộ lên quần đảo Senkaku. Theo Tokyo Kyodo, một số thành viên đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền tại Nhật Bản hôm 20 tháng 3 vừa qua đã tiết lộ thông tin kể trên, dẫn phát biểu của các quan chức chính phủ Nhật với một ủy ban của đảng rằng Tokyo đã thay đổi các giải thích luật lệ hiện hành. Trong bối cảnh Bắc Kinh ban hành luật mới cho phép lực lượng hải cảnh sử dụng vũ khí chống lại tàu nước ngoài bị coi là xâm nhập bất hợp pháp vào vùng biển Trung Quốc. Trước đây, lực lượng tuần duyên Nhật Bản chỉ được phép nổ súng vào tàu nước ngoài trong trường hợp tự vệ và chạy trốn. Thế nhưng, kể từ nay, lực lượng bảo vệ bờ biển của Nhật có thể bắn vào các tàu công vụ nước ngoài nếu mưu toan đổ bộ lên quần đảo Senkaku, một hành vi bị liệt vào diện trọng tội. Theo các nhà quan sát, dù không nói cụ thể, nhưng Tokyo rõ ràng muốn nhắm vào tàu hải cảnh Trung Quốc vì lẽ tại khu vực quần đảo Senkaku điếu ngư, gần như tàu nước ngoài duy nhất hiện diện là tàu Trung Quốc. Quyết định của Nhật Bản là một thay đổi rất lớn về kỹ từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc, tàu Nhật chỉ có thể khai hỏa sau khi bị tấn công trước.
theo đúng tinh thần hiến pháp chủ hòa hiện hành. Theo trưởng ban quốc phòng đảng Dân Chủ Tự Do, đây là lần đầu tiên mà quan chức chính phủ đề cập đến khả năng tuần duyên Nhật nổ súng vào các tàu công vụ nước ngoài xâm nhập lãnh hải Nhật Bản. Tại Nhật, ngày càng có nhiều lo ngại về nguy cơ nước này không thể đối phó với Trung Quốc tại vùng Senkaku Điếu Ngư. Vào năm ngoái, năm 2020, tàu hải cảnh Trung Quốc đã đi vào lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo Senkaku khoảng 2 lần một tháng. Theo lực lượng tuần duyên Nhật Bản, kể từ khi luật hải cảnh mới của Trung Quốc có hiệu lực vào đầu tháng 2 vừa rồi, tần suất đã tăng lên thành 2 lần một tuần. Mai Quốc Việt xin kính chào tạm biệt quý khán giả. Hẹn lại quý vị kỳ tới. Chúc quý vị, gia đình và người thân hạnh phúc và yêu thương.